Thật lựa cối Pháp, phong phong của nó phong mỏng nha anh, mỏng lắm, nó rất là mỏng nè, đó thấy không, nó mỏng và nó khít rịch luôn á, mà nó vân của nó là vân sọc, nói chung là em cũng không biết diễn tả sao nhưng mà nó mỏng lắm. Từ 10 lên 10 ha. Cái này là cối này hồi xưa là ông bà mình xài dầu hôi á, bây giờ mình xài săn đá díp bô ha. Ở chỗ mấy anh không có săn đá díp bô thì mình xài dầu hôi cũng được, không sao cả. Cái này mà ông bà mình hồi xưa mà mình đốt khói nghi ngút là chính là hắn đó ha. Nhìn cái bánh xe của nó này, cối Pháp á, thì bánh xe của nó là rất là bén ha. Hồi xưa mình ông bà mình á làm gì có cối Pháp mà xài, xài bằng cối tàu á, hoặc là cối đồ mà viện trợ của Liên Xô, cối tàu á nha anh, xài ba cái đồ cối tàu á khó nghi ngút, mà chắc gì nhà mấy nhà mới có, một nhà có ha, bây giờ mở cửa rồi nó có những cái cối của Pháp ha, thì mấy anh cho mấy anh sưu tập. Thằng thằng Trung Quốc nó kho làm cỡ nào cũng không có bánh xe của nó, chất liệu thép của nó cũng không có bằng cái thép của Pháp đâu nha anh, rất là chắc chắn ha. Nút ruột cho anh coi luôn này, nút ruột cho anh coi luôn ha, chất liệu nó là đồng khối nha anh, đồng khối cho nên là nó cái này là đồng á, nó mạ chrome cho nên là nhìn trắng trắng vậy thôi nhưng mà nó là đồng á nha anh, để mà anh không biết mà anh nói em ơi em đồng tại sao nó trắng nha, đó bén lắm nha anh, bén lắm, tình trạng còn khá là đẹp, và con này nó độc lắm, siêu độc luôn, tại vì nó mỏng mà nó to nè, đó nó mỏng lắm, nó mỏng, nó mỏng nè, nó mỏng mà nó to. Đó, cối thì nó có cứng gấp hay gì đó là bình thường thôi nhé anh, nó có 100 tuổi rồi, như vậy là bình thường thôi, mình đòi hỏi hơn không không được đâu.